Anh em nhá, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lọc chân giò. Thứ nhất đầu tiên là các bạn phải chọn chân trước. Đấy, chân trước và chúng ta làm thật sạch vào. Lưu ý là cái chân cạo lông thì các bạn không được để sất nhá. Được chưa? Thì bây giờ là theo cái đường, cái này cũng rất dễ thôi. Để theo cái đường lấy con dao. Đây. Chúng ta đi theo cái đường xương. Cứ có xương chỗ nào là chúng ta cạo đấy. Được chưa? Đấy, cạo sâu nó xuống. Kéo sâu xuống, không được làm rách da nha các bạn nhá. Đấy, các bạn kinh doanh cái món chân giò này quay thì các bạn phải lưu ý là quay cái điều quan trọng là sơ chế là rất quan trọng. Đấy không? Đấy. Các bạn kéo xuống. Kéo xuống mà các hạ các khi các bạn đặt cái chân giò này các bạn lên là bảo cái nhà mà cung cấp đấy thì người ta lọc cho để các bạn về các bạn được chỉ mỗi việc làm thôi. Thì tốt nhất là lên làm thế. Bởi vì làm làm sao nó không rách da. Nếu mà cái món này mà rách da thì sau là các bạn quay lên nó sẽ bị bục theo đường da đấy. Đấy, hết sức cẩn thận. Thế thì hôm nay mình sẽ sơ qua các bạn ấy, là cái món là chân giò rút xương quay nám bằng mật. Đấy. Thì, đây mình đã hoàn thành, gần đã hoàn thành trong một cái chân giò này. Các bạn cầm cái đuôi dao lên, cầm cái xương lên và các bạn cạo theo cái lốt. Đấy, cứ cạo xuống dưới. Khi nào đến cái khớp đấy là chúng ta cắt ra được. Đấy. Đấy, cứ kéo xuống, kéo xuống, kéo từ từ, kéo xoay vòng tròn ấy. Đấy, kéo xoay vòng tròn, đưa con dao vào, kéo xoay vòng tròn. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cả khâu cái chân giò như nào nhá. Khâu cái chân giò như nào cho nó đảm bảo. Thì sau khi mà đã lọc cái chân giò này ra thì cái chỗ mà phần nhiều đấy chúng ta xẻ ra. Đấy, chúng ta lấy con dao chúng ta xẻ ra. Sau bắt đầu khi nó ướp cái gia vị rồi thì nó mới ngấm được. Thì các bạn lưu ý nhá. Đây là bước khởi điểm, bước khi vào nghề. Cái bước cơ bản nhất cứ vào nghề đấy thì chúng ta phải lên phải chọn những cái chân giò làm sao là chân trước. Nếu mà các bạn chọn chân sau thì nó cong nó không đẹp. Thì thường thường là mỗi cái phản thịt ấy nó chỉ có một hoặc hai cái để cho chúng ta. Hoặc là các bạn tìm ở trong cái lò mổ, chúng ta đặt ở nơi đó, đặt đúng theo yêu cầu của mình thì mình mới làm được. Còn nếu mà các bạn mà làm mà chân giò bị rách nhiều da quá gần như là không làm được. Sau khi làm lên nó bị lổ. Thứ hai đó là cách buộc dây cũng hết sức quan trọng. Các bạn lưu ý nhá. Đấy. Thế bây giờ mình đã hoàn thành, đã gần như hoàn thành xong một cái chân giò để cho các bạn xem nhá. Đấy, chân giò. Đây là món này, thường thường là món này làm chân giò rút xương quay lá mật, hoặc chúng ta làm chân giò ủ muối. Đấy, hoặc là chân giò quay thì theo chúng ta làm. Cái này đừng chặt lấy dao khớp thôi, đừng chặt. Lấy con dao theo đường khớp là được thôi. Làm gì phải chặt. Đấy. Đấy, theo đường khớp là ra thôi. Không phải chặt cái gì hết. Đấy, kéo sâu tí nữa là nó có đường khớp. Được chưa? Để cho chúng ta mua là chúng ta phải biết cách hướng dẫn. Đấy, những cái hàng thịt đấy là người ta lọc theo đúng yêu cầu của mình. Đây, theo cái những cái video của Hưng đã đưa ra này. Đấy, công đoạn này là công đoạn cũng là quan trọng để đạt được cái chân giò nó có được ngon hay không. Mà chúng ta phải lưu ý nhá. Đấy, cái dao này hơi cùn thì chặt đi cũng được. Đấy, chúng ta lấy con dao chúng ta chặt, chặt với kê nó vào. Đấy, chặt kê nó vào và chạy chặt thì không được rớt ra nhá. Đấy, đấy được rồi, không được rách ra. Thế bây giờ chúng ta sẽ khứa. Từ từ đã ngứa ra. Đấy, chúng ta sẽ khứa, lấy con dao khứa vào cái giày này mấy đường. Lấy con dao khứa vào đường giày mấy đường. Đấy, đấy vào đường giày mấy đường. Đấy, 1, 2. Đấy. Và thậm chí chúng ta châm nữa nhá. Bây giờ này, xong cho lên vào. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sau khi ướp gia vị xong là bắt đầu chúng ta khâu. Và chúng ta này dao đập bé thôi, đập nhỏ thôi. Đấy, chúng ta chưa một đường dao đâm nhẹ thôi. Đấy, đâm nhẹ vào. Hoặc là trường hợp là chúng ta cùng dùng kim khâu. Dùng dao này khi mà nếu nóng lên hay bị rách. Nhưng mà ở đây mình không có cái kim sắc nên cho mình phải dùng dao. Và cái đặc biệt cái này khâu thì các bạn phải lưu ý là khâu như khâu bao. Khâu sắt nhá. Mà các bạn mà khâu cái này là không chặt quá. Sau khi đút cái gia vị ở trong này này. Đút gia vị ở trong này và chúng ta bắt đầu khâu. Các bạn lưu ý nhá. Thì khâu cái này là như khâu bao. Dây thì tốt nhất là các bạn dùng dây đay này, hoặc là dây cước. Đấy, kim khâu là phải nhọn. Đây là mình hướng dẫn sơ qua cho các bạn này. Đây, cách khâu này các bạn này nhìn như khâu bao này. Đi một đường vào trong. Đấy, xong bắt đầu vòng lại. Đấy, xong cũng quay đầu lại.
quay đầu lại. Đấy. Dao đập bé thôi, dao to quá là rách. Đấy, cứ quay đầu lại thế thôi. Đấy, quay đầu lại như thế. Sau khi khâu một đoạn ấy, khoảng tầm 3/1 đấy, 3/1 đấy, là chúng ta kéo một phát là cái dân giò nó sẽ vào với nhau. Và bây giờ mình sẽ, đây các bạn nhìn nhá, mình sẽ cầm hai cái đầu dây. Đấy, mình sẽ cho thịt nó vào và mình thắt một phát, thắt sâu vào, ấn sâu vào trong. Đấy, chặt vào đây. Đấy, và buộc chặt vào. Các bạn buộc lỏng nhá, đừng buộc chặt nhá, buộc chặt quá thì đấy, giữ lại cái dây nữa. Đấy, giữ lại cái dây đi. Đấy. Giữ lại cái dây. Đấy, còn cái nào mà chưa hết này chúng ta vòng thêm một vòng nữa để chúng ta cuộn nó vào cho nó hết. Đấy. Các bạn lưu ý là khâu cái này lỏng nhá, đừng khâu chắc nhá. Thôi thế thôi. Thôi để dây, để thừa dây thì về làm, đây là làm mẫu rồi. Thôi cứ để đoạn dây dài đi. Đây là mình đã hoàn thành xong một cái chân giò rút xương quay lá quật nhá. Đấy các bạn lưu ý này, đây, khâu nó cũng rất đơn giản thôi nhưng mà các bạn phải biết cách nhá. Đây. Đấy, chúc các bạn thành công trong món cái cách chọn chân giò và cách nhọc chân giò và cách khâu chân giò. Đây là gần như là yếu tố quan trọng nên quyết định ra món chân giò. Thế còn ngoài nữa thì có cái vấn đề ướp ở trong làm như nào gia vị đặc trưng. Hoặc là chúng ta có thể chia ra nhiều trường phái, quay giòn, quay mềm, rồi tùy theo các bạn. Đấy, đặc biệt nhất là chúng ta cái chân này nó rất là hôi, cho nên là khi làm chúng ta phải vệ sinh, rửa muối, rửa tất cả mọi cái, rửa rượu đi và nước gừng đi cho nó thơm được. Thì chúng ta đảm bảo được. Chúc các bạn thành công trong cái món chân giò rút xương quay lá ong mật. Xin chân thành hẹn gặp lại hôm qua ba. Xin cảm ơn.